Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thao Thể Thao. Kết quả vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, Brentford giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal, Manchester thức đánh bại Leeds United với tỷ số 5-1, Burnley thất bại 1-2 trước Brighton, Chelsea giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, Everton đánh bại Southampton với tỷ số 3-1, Leeds United đánh bại Wolves với tỷ số 1-0, Watford giành chiến thắng 3 trước Aston Villa, Norwich City thất bại 0-3 trước Liverpool, Newcastle United thất bại 2-4 trước West Ham, Tottenham giành thắng 1-0 trước Man City. Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ nhất, Manchester United dẫn đầu với 3 điểm, Chelsea đứng thứ 2 với 3 điểm, Liverpool đứng thứ 3 với 3 điểm, West Ham đứng thứ 4 với 3 điểm, Everton đứng thứ 5 với 3 điểm, Brentford đứng thứ 6 với 3 điểm, Watford đứng thứ 7 với 3 điểm, Brighton đứng thứ 8 với 3 điểm, Leicester City đứng thứ 9 với 3 điểm, đứng thứ 10 là Tottenham 3 điểm. Các vị trí tiếp theo là Aston Villa, Burnley, Man City, Wolves, Newcastle United, Southampton, Arsenal, Crystal Palace, Norwich City và Leeds United. Lịch thi đấu vòng 2 giải Ngoại hạng Anh như sau. Vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 8, Liverpool đối đầu với Burnley. Vào lúc 21 giờ, Aston Villa gặp Newcastle United. Cũng vào lúc 21 giờ, Crystal Palace gặp Brentford. Leeds United sẽ gặp Everton. Manchester City sẽ gặp Norwich City. Brighton đối đầu với Watford. Southampton đọ sức với Manchester United vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8. Wolves đọ sức với Tottenham. Arsenal đại chiến với Chelsea vào lúc 22:30 ngày 22 tháng 8. Vào ngày 24 tháng 8, West Ham đối đầu với Leicester City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của vòng 1 cũng như dự đoán kết quả của vòng 2? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.